Bảo lục và sát sanh dưới góc nhìn của Phật giáo. Người Việt Nam ta thường nói khúc ruột miền Trung với tình cảm yêu thương là gắn kết ba miền Bắc Trung Nam. Thương miền Trung hơn bởi nơi đây thời tiết thì khắc nghiệt, mùa hè thì nắng đổ lửa, mùa đông thì giá lạnh, còn mùa bão thì kinh hoàng. Cuộc sống của người dân nơi đây phần lớn là nghèo đói, do cứ mấy năm một lần họ phải gánh chịu những trận bão lụt kinh khủng xảy ra theo như một quy luật vô hình nào đó. Nó luôn lặp đi lặp lại thử thách người dân nơi đây. Trong 20 năm qua, khu vực miền Trung đã hứng chịu nhiều trận lũ lụt kinh hoàng, thiệt hại về người và tài sản vô cùng lớn. Lũ năm 1999, chỉ trong vòng 1 tháng, từ ngày 1 tháng 11 đến ngày 6 tháng 12, đã xảy ra hai đợt lũ đặc biệt lớn liên tiếp trên diện rộng từ Quảng Bình đến Khánh Hòa. Đây là hai trận lũ lớn nhất trong vòng 70 đến 100 năm qua ở các khu vực này. Lũ lụt đã làm 818 người chết và mất tích, trên 1 triệu ngôi nhà bị ngập và hàng ngàn ngôi nhà, trường học, trạm y tế bị lũ cuốn trôi. Thiệt hại về kinh tế ước tính gần 5.000 tỷ đồng. Thiệt hại này gấp 2 lần tổng thu nhập của tỉnh Thừa Thiên Huế tại thời điểm năm 1999. Lũ năm 2007 do ảnh hưởng của bão số 2 từ ngày 5 đến ngày 8 tháng 8 tại tỉnh Quảng Bình đã xảy ra lũ lịch sử trên sông Danh, đã làm 54 người chết và mất tích. Tổng thiệt hại về tài sản ước tính 926 tỷ đồng. Lũ năm 2016, từ giữa tháng 10 đến giữa tháng 12 năm 2016, đã liên tiếp xảy ra 5 đợt mưa lớn trên diện rộng tại các tỉnh miền Trung, đặc biệt là Bình Định. Lũ lớn xấp xỉ mức lũ lịch sử là 129 người chết, mất tích, 151 người bị thương, 1.195 nhà bị đổ, trôi, 236.196 nhà bị ngập. Tổng thiệt hại về kinh tế ước tính khoảng 10.519 tỷ đồng. Năm 2017, cơn bão số 12 là rất mạnh hiếm gặp, đổ bộ trực tiếp vào khu vực Nam Trung Bộ. Gió mạnh khi bão đổ bộ đã gây thiệt hại lớn tại các tỉnh Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định và gây mưa lớn trên diện rộng, gây lũ trên các sông làm 123 người chết và mất tích, 3.550 nhà bị sập đổ. Tổng thiệt hại ước tính khoảng 22.680 tỷ đồng. Trong tháng 11 năm 2023, miền Trung mưa lớn bất thường đến 1.000mm. Nước lũ lên mức kỷ lục trong vòng 10 năm qua. Lũ quét sạt lở đất đã xảy ra nhiều nơi ở khu vực Trung Du và miền núi thuộc các tỉnh Trung Bộ, trong đó trọng tâm ở ven đường giao thông ở một số tỉnh thuộc huyện Thừa Thiên Huế và Quảng Nam. Tại các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Phú Yên, hơn 12.900 ngôi nhà bị ngập. Thời điểm nặng nhất, 85% các tuyến đường tại Huế bị ngập lụt, gây ách tắc giao thông nghiêm trọng. Những tổn thương, mất mát vô cùng lớn mà con người phải gánh chịu. Vậy tại sao lũ lụt lại xảy ra ở Việt Nam nhiều hơn ở các quốc gia khác? Và lũ lụt xảy ra phần lớn ở các tỉnh miền Trung. Nguyên nhân là do đâu? Nước ta có 28 tỉnh giáp biển, trải dài hơn 3.260 km, nên bao đời nay có rất nhiều những hoạt động nuôi trồng, đánh bắt thủy hải sản diễn ra rất nhộn nhịp và tập trung chủ yếu ở miền Trung. Nước ta cũng khá nổi tiếng về hệ thống sông ngòi, kênh rạch chằng chịt, có 112 cửa sông lạch đổ ra biển, tạo điều kiện cho các loài thủy tộc sinh sống và cũng làm cho người ta tham đánh bắt thủy sản. Người dân ven biển kiếm sống chủ yếu bằng nghề chài lưới, đánh bắt cá bằng đủ các phương tiện từ thô sơ đến hiện đại, từ to đến nhỏ, không thể kể xiết. Đơn cử ở một tỉnh miền Trung đã có khoảng 2.798 tàu cá với hàng chục nghìn lao động biển. Với đội tàu này, trong 6 tháng đầu năm 2023, họ đã đánh bắt 18.438 tấn hải sản các loại. Con số này nhân với 28 tỉnh thì sẽ là bao nhiêu? Họ đi biển, gặp bão, gặp sự cố, nhiều người trên tàu bị mất mạng ngoài biển. Người ta hay nói rằng nghề biển nó bạc lắm. Nhưng họ không tỉnh ngộ mà vẫn cha truyền con nối. Những người còn lại vẫn cố bám biển để sống mà không tìm kế sinh nhai khác. Họ quan niệm rằng sống ở biển đánh bắt cá là lộc trời cho.
ngày nào cũng có hàng ngàn, hàng vạn tàu ra khơi đánh bắt cá, và theo đó là hàng ngàn tấn cá cập bờ mỗi ngày. Con số thủy sản đánh bắt được mỗi tàu, ít thì hàng tạ, hàng tấn, tùy theo tàu lớn hay nhỏ. Có những mẻ lưới hàng chục cho đến hàng trăm tấn cá một lần. Họ hân hoan khi gặp đàn cá lớn, họ quay bắt cả đàn cá coi như trúng số. Như cư dân Quảng Trị dò được đường đi của một đàn cá, họ quay cả đàn thu về mẻ lưới 150 tấn. Có mẻ lưới 200 tấn cá của cư dân Quảng Bình, những mẻ lưới nặng 5, 10, 20 tấn là chuyện thường diễn ra. Vậy nghiệp sát sanh, cụ thể là đánh bắt thủy hải sản, tạo nghiệp gì? Trong kinh A Hàm tập 1, phẩm ngũ giới có ghi: bấy giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo: ở trong chúng này, ta không thấy có một pháp nào đã tu, tu nhiều mà không thành hạnh địa ngục, thành hạnh súc sanh, thành hạnh ngạ quỷ. Nếu sanh vào cõi người mà thọ mạng ngắn ngủi, đó là sát sanh. Này các tỳ kheo, nếu có người nào có ý thích sát sanh, liền bị đọa vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Nếu sanh vào cõi người thì thọ mạc ngắn ngủi. Vì sao vậy? Vì họ đã dứt sanh mạng của kẻ khác. Cho nên, này các tỳ kheo, hãy học chớ sát sanh. Đức Phật biết rõ nhân quả thiện ác, nên Ngài muốn cho đệ tử của mình thoát ra khỏi cảnh khổ đau. Ngài thường ngăn cấm không cho người cư sĩ hành các nghề nghiệp ác, dù nghề ấy kiếm thật nhiều tiền, rất dễ, nhưng nó không phải là hạnh phúc chân chánh. Trong kinh A Hàm và Nikaya, Đức Phật đã dạy người cư sĩ không nên hành 6 nghề ác, trong đó có nghề chài lưới. Vì nghề chài lưới cũng là một nghề rất độc ác, chuyên bắt, giết hại loài thủy tộc. Những cảnh lũ lụt, chết người, đau thương, mất mát tài sản, như cảnh địa ngục tại trần gian vậy. Nhưng đây mới là hoa báo rất nhẹ, còn quả báo là nơi địa ngục thống khổ gấp trăm vạn lần cảnh lũ lụt này. Như trong kinh Địa Tạng, phẩm nghiệp cảm của chúng sanh có viết: mẹ của Văn Mục bị đọa vào đường ác, vô cùng khổ sở. Vị La Hán hỏi Quan Mục rằng: thân mẫu ngươi lúc sinh tiền đã làm những hạnh nghiệp gì mà nay phải ở trong đường ác, chịu cực khổ như thế? Quan Mục thưa rằng: tánh thân mẫu con chỉ thích ăn cá, ba ba, cùng trứng và con của các loài ấy, hoặc chiên, hoặc nấu, tha hồ mà ăn. Nếu tính đếm số sinh mạng đó thì đến hơn nghìn muôn. Mẹ của Quan Mục tuy không phải làm nghề chài lưới, nhưng ham thích ăn mạng quá nhiều, thịt ba ba, cá, trứng cá, chết bị đọa vào địa ngục như vậy. Và sau được Quan Mục cứu cũng lại sanh vào nhà hạ tiện và chết yểu thêm một kiếp nữa. Tất cả đều do sát sanh mà ra. Trong nghiệp thập ác thì tội sát sanh đứng đầu. Nhưng xét cho tường tận, cái chính ở đây là lòng tham quá mức của con người. Lòng tham quá mức sẽ chiêu cảm nước lũ dâng trào. Con người luôn muốn có thật nhiều những cái mình muốn, như tiền tài, sắc đẹp, danh, thực, thùy. Và trong đó tham tiền là đứng đầu. Vì tham tiền nên con người mãi mê tạo rất nhiều nghiệp ác, làm bất cứ mọi việc để có thật nhiều tiền, không biết bao nhiêu mà đủ. Năm 2022, tổng sản lượng đánh bắt thủy sản cả nước ước tính đạt 9.026.000 tấn, và con số này thường tăng lên mỗi năm. Những số liệu thống kê cho thấy con số các loài thủy tộc bị sát hại mỗi năm để làm kinh tế cho con người là vô cùng lớn. Mỗi tấn cá có bao nhiêu vạn, bao nhiêu triệu hay tỷ chúng sanh thủy tộc. Vậy thì con số 9.026.000 tấn thủy sản một năm là bao nhiêu chúng sanh bị sát hại? Số chúng sanh này chết đi về đâu? Và họ được siêu thoát hay chưa? Nhân quả rất công bằng, cho dù bạn là ai, bạn có tôn giáo hay không tôn giáo, thì nhân quả vẫn không trừ bạn. Ác giả thì ác báo, đoạt mạng phải đền mạng. Vô số chúng sanh bị giết để phục vụ cho miếng ăn của con người là món nợ mạng vô cùng sâu nặng, không văn từ nào có thể diễn tả hết được. Chúng ta vì cuộc sống, vì muốn nhiều tiền, muốn giàu có hạnh phúc mà lại làm cho vô số chúng sanh khác phải thống khổ, chia lìa,
bỏ mạng, chết oan ức, tức tưởi. Dưới tay mình như vậy, liệu ta có hạnh phúc hay phải trải qua khổ đau thê thảm hơn nữa? Trong số nhiều triệu tấn thủy sản chết mỗi năm, do họ chết trong sự oán hận, đau khổ thì họ chưa thể siêu thoát được, hoặc siêu thoát rất ít, và vô hình sẽ trở thành âm khí. Những con số này năm nọ tích cộng dồn năm kia, thì hàng trăm ngàn năm nay cộng lại âm khí các loại thủy tộc, loài vật bị sát hại sẽ như thế nào? Chúng ta sát sanh đánh bắt cá để làm giàu kinh tế, nhưng mỗi trận lũ lụt quét đi hàng nhiều ngàn tỷ đồng tài sản của xã hội và chết nhiều người. Vậy thì con số kinh tế của hai bên có bù được cho nhau hay lũ lụt còn quét đi nhiều hơn? Trong số hàng triệu gia đình đi biển đánh bắt hải sản, có rất ít gia đình giàu có, mà họ đa số chỉ đủ ăn đáp đổi qua ngày, hết cá là hết tiền, chưa nói đến việc họ bị bệnh tật liên quan đến việc sát sanh, tốn tiền chữa chạy, cho nên tiền vào lại ra và họ vẫn mãi nghèo, mặc dù quanh năm lênh đênh ngoài biển, có khi còn bỏ xác ngoài biển. Nhưng rồi đời này qua đời khác, cái vòng luẩn quẩn cứ đeo họ mãi không thoát ra được, nghiệp chồng thêm nghiệp mà không biết. Nhân quả của nghiệp sát sanh, nó cứ đến với họ như ông trời đùa giỡn với họ vậy. Họ đi biển tích góp được ít tiền, làm nhà, mua xe, nhưng rỗi một trận lũ quét thì cái gì trong gia đình họ cũng hết. Chết người lại lâm vào cảnh bận cùng, rồi họ lại đổ lỗi cho ông trời, cho thiên tai giáng họa cho mình, mà họ đâu biết rằng mọi khổ đau trên đời này là do chính mình gây ra. Ngoài ra, con người còn sát sanh rất nhiều các loài vật khác để cung cấp miếng ăn cho mình, trong khi loài vật phải chịu cảnh thân bằng quyến thuộc chia lìa, phải cam chịu bỏ mạng một cách đau đớn. Có ai trên đời này mà vui vẻ để cho người khác lấy mạng mình không? Bạn có biết một mẻ lưới họ bắt được cả trăm tấn cá là cả một dòng tộc lớn nhà cá không? Nếu cả một dòng tộc cùng bị sát hại một lúc thì họ căm giận mình đến mức nào? Âm khí này sao hóa giải hết được? Nếu không hóa giải được, các chúng sanh vô hình cùng oán hận thì họ sẽ tích tụ, hợp sức nhau lại tạo thành các cơn bão lớn, nhỏ để trả lại cho chúng ta những gì ta đã gây tạo. Thân người khó được nay đã có, Phật Pháp khó nghe nay đã gặp. Sự sống trên đời này là vô cùng quý giá, vì vậy mọi chúng ta phải dừng ngay việc sát sanh để tôn trọng sinh mạng của tất cả chúng sanh, trong đó có ta. Tại sao lũ lụt không đến với nơi khác mà đến với miền Trung rất nhiều và rất nặng? Chúng ta muốn giảm thiểu tối đa về lũ lụt, không còn cảnh người mất nhà tan nữa, thì chúng ta phải dừng ngay việc sát sanh, dừng tất cả các ác nghiệp, phóng sanh cứu vật để chuộc lại những món nợ mạng mà chúng ta đã vô tình hay cố ý gieo trồng từ quá khứ. Có một cách phóng sanh tuyệt vời nhất là chúng ta hãy cùng nhau ăn chay. Mỗi người chính là mắt xích đầu tiên gây nên việc sát sanh hại vật. Có cầu ắt có cung, nếu ta không ăn mạng chúng sanh thì họ cũng đâu có bán được. Dùng chân tâm sám hối những tội lỗi của mình đã gieo từ vô thị kiếp, tu tập, tụng kinh, niệm Phật, đem tất cả công đức hồi hướng cho tất cả thảy chúng sanh vô hình trong tận hư không khắp pháp giới để họ được siêu sanh tịnh độ. Ai bảo chúng sanh mạng nhỏ nhoi chỉ là xương thịt với da thôi, xin anh chớ bắt săn giết chúng, tình cảm chúng đâu có khác người. Như vậy, giải pháp nghề nghiệp cho nghề sát sanh là gì? Chúng ta hãy nghe lời của Đức Thế Tôn dạy trong kinh Tương Ưng Bộ, Thiên Đại Phẩm Tương Ưng Đạo. Và này các tỳ kheo, thế nào là chánh nghiệp? Này các tỳ kheo, chính là từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ phi phạm hạnh. Này các tỳ kheo, đây gọi là chánh nghiệp. Và này các tỳ kheo, và thế nào là chánh mạng? Ở đây, này các tỳ kheo, vị thánh đệ tử đoạn trừ tà mạng, nuôi sống với chánh mạng. Này các tỳ kheo, đây gọi là chánh mạng.
Hạnh phúc hay khổ đau do chính chúng ta tạo ra. Những hành động tạo ra sự chết chóc và đau khổ cho chúng sanh thì chính mình phải thọ nhận. Cho dù bạn giết con kiến nhỏ nhất, tội ấy cũng được ghi nợ, không thể trốn đi đâu được. Thường quả báo hay đến muộn nên người ta không sợ. Quả báo có hiện báo, sanh báo và hậu báo. Khi cơ duyên chín muồi, quả chắc chắn sẽ trổ. Phật là bậc giác ngộ toàn năng, chúng ta phải vâng lời Phật dạy. Hãy chọn một nghề không làm tổn hại chúng sanh để tự cứu mình. Xã hội có rất nhiều việc làm có thể kiếm sống mà không liên quan đến sát sanh. Có thể ít tiền hơn nghề sát sanh nhưng an toàn cho bạn. Nếu bạn không muốn nghề sát sanh nữa thì hãy tha thiết bạch Phật, gia trì cho con đổi nghề khác, không làm tổn hại chúng sanh nữa, chắc chắn bạn sẽ đạt được điều mình muốn. Đạo tràng online chúng ta đã biết cách cứu chúng sanh vô hình thì hãy hành động ngay có thể, bởi họ đang rất khổ. Hãy tu tập tinh tấn miên mật mỗi ngày, xả thân để cứu họ. Có như vậy thì nơi ở của mình, vùng của mình, tỉnh thành của mình mới thoát cảnh bão lũ, tai nạn, chiến tranh hay hỏa hoạn. Hãy gửi năng lượng ý niệm, gửi tình yêu thương đến với tất cả các loài vật, loài thủy tộc chưa được siêu thoát, để họ bớt đi nỗi sân hận, giảm bớt lòng căm thù với kẻ đã giết hại, ăn thịt họ, để họ có thể hoan hỷ kết pháp duyên lành cùng với đạo tràng tu tập tự cứu mình. Mỗi chúng ta đã hãy làm hết sức có thể, chân thật tu tập để có thật nhiều công đức hồi hướng cho họ, giúp họ sớm được siêu sanh tịnh độ. Họ có siêu thì những oán khí mới được gỡ bỏ, và lũ lụt ở miền Trung nói riêng và Việt Nam nói chung cũng như trên toàn thế giới được giảm thiểu. Cứu họ chính là cứu mình. Thời kỳ trả nghiệp đã và đang đến rồi. Này là thời kỳ trả quả mạnh mẽ và khốc liệt nhất. Không còn cảnh chết một hai người nữa, mà là chết tập thể, chết đồng loạt. Họ ra đi đột ngột, chết trong đau đớn, chết không toàn thây, chết không kịp trăn trối. Như vậy làm sao có thể siêu thoát được? Tất cả đều do ác báo của con người mà chiêu cảm ra. Vậy mà nhiều người vẫn còn chưa tỉnh thức. Nếu chúng ta không hành động ngay để cứu chúng sanh thì sẽ không còn kịp nữa. Tai họa chỉ đến cho những ai không tin nhân quả và gieo nghiệp bất thiện từ đời quá khứ lẫn hiện tại. Chúng ta hãy đồng tâm, đồng lòng, đồng một mục đích, tu hết mình để giúp các vị vô hình sớm được siêu sanh tịnh độ. Đạo tràng online xin hồi hướng tất cả công đức tu tập cho các chư vị vô hình trong tận hư không khắp pháp giới. Nguyện cầu cho tất cả họ được siêu sanh tịnh độ. Xin nguyện cầu cho thế giới hết cảnh sát sanh, hết cảnh chiến tranh, không còn tai nạn và bão lũ, để thế giới được hòa bình, chúng sanh được an lạc. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, Đại Từ Đại Bi, A Di Đà Phật, Tác Đại Chứng Minh.